Nhá ơi, hôm nay nhà em vừa gặp đến một lô dendro úp mắt đen hàng chậu lớn, chậu to đùng nhá nhá. Đó, một cái lô hàng mới về rất là xịn sò, bởi vì cái hàng của nó quá nhiều thân nên em phải buộc túm lại như thế này để em dỡ thử cho các bác một cái bầu ra để mọi người xem được cái độ to của cây nhá. Đó, dendro úp cái lô hàng này thì đẹp mê, đẹp miễn chê luôn. Đấy, các bác không chơi cái dòng hôm nay thì phải nói là thực sự là rất là phí. Dòng dendro úp này thì là 100% hàng thân tơ, ra hoa vào thời điểm mùa xuân. Trong miền Nam thì các bác có thể nở hoa xuân, hoa Tết ạ. Và đây ạ, cái một chậu đen úp em vừa dỡ ra đây ạ. Đấy, cho mọi người xem luôn cái độ to ở cây này. Đó, rất là nhiều thân nhá. Dòng này thì phải nói là cực kỳ là khỏe, đẻ kỳ rất là khỏe luôn. Và giá hôm nay thì siêu yêu thương, 580.000 đồng một chậu. Rất là đẹp luôn. Đấy, hàng về đều là những chậu lớn, chậu khủng nhá. Số lượng thì em hôm nay cũng đóng vội đi rất là nhiều rồi. Các bác nếu mà thích cái hàng khủng thì hôm nay chính là cái cơ hội để các bác đặt một cái mặt hàng mà vừa đẹp, vừa giá, tiền vừa phải, hợp lý. Và đặc biệt hơn là thời điểm này các bác mua thì phải nói là cực kỳ là được lợi đấy. Lợi thế. Đấy, dendro úp mắt đen chậu khủng, 580.000 đồng một chậu. Hàng này thì em ship code toàn quốc nhá mọi người nhá.